kỹ thì cũng phải hơn 30 con lận. Nhóc con này rõ ràng là đang dắt cả gia đình đến xin ăn đây mà. Chúng tranh nhau chờ ông phát xúc xích, nhận được đồ ăn thì lập tức chạy qua một bên nhồm nhoàm. Gấu mèo cũng rất lễ phép, biết giữ gìn trật tự đợi.